Xin chào quý vị, thưa quý vị, dưới đây là cách kiểm soát lượng đường trong máu tại nhà một cách chi tiết và hiệu quả, dựa trên các khuyến nghị của chuyên gia y tế. 1. Chế độ ăn uống cân bằng và khoa học. Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lượng đường trong máu. Các thực phẩm chứa đường tinh luyện và carbohydrate đơn giản như bánh ngọt, nước ngọt, kẹo và các loại thức ăn nhanh có thể làm tăng đường huyết nhanh chóng. Thay vào đó, bạn nên chọn các thực phẩm chứa carbohydrate phức tạp và giàu chất xơ như rau xanh, bông cải xanh, cải bó xôi, cải xoăn và các loại rau lá xanh khác là nguồn chất xơ tuyệt vời, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường. Trái cây ít đường, táo, quả mọng, lê và bưởi là những lựa chọn tốt vì chúng chứa ít đường hơn các loại trái cây khác. Ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, lúa mạch, gạo lứt và các loại hạt nguyên hạt giúp giữ cho lượng đường trong máu ổn định hơn so với ngũ cốc đã qua chế biến. Ngoài ra, bổ sung protein từ thịt nạc, cá, đậu hũ và các loại đậu cũng giúp cung cấp năng lượng mà không gây biến động lớn đến đường huyết. 2. Theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên. Sử dụng máy đo đường huyết tại nhà là cách hiệu quả để theo dõi sự biến đổi của đường huyết suốt cả ngày. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người bị tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. Bạn nên đo đường huyết vào các thời điểm như trước bữa ăn. Điều này giúp bạn biết được mức đường cơ bản và liệu bạn có cần điều chỉnh lượng thức ăn hay không. Sau bữa ăn, kiểm tra sau khi ăn khoảng 1 đến 2 giờ để xem cơ thể phản ứng với thực phẩm như thế nào. Trước khi đi ngủ, đảm bảo mức đường huyết ổn định trước khi ngủ để tránh các biến động trong khi nghỉ ngơi. Việc ghi lại và theo dõi kết quả đo mỗi ngày sẽ giúp bạn phát hiện sớm những thay đổi bất thường, từ đó có thể điều chỉnh chế độ ăn uống và lối sống kịp thời. 3. Tập thể dục thường xuyên. Vận động thường xuyên là cách tự nhiên và hiệu quả để kiểm soát lượng đường trong máu. Khi tập thể dục, cơ thể bạn sử dụng gluco như một nguồn năng lượng, từ đó giúp giảm lượng đường trong máu. Một số loại hình tập luyện phổ biến và phù hợp với mọi lứa tuổi bao gồm đi bộ, đây là bài tập đơn giản nhưng rất hiệu quả, giúp tăng cường lưu thông máu và đốt cháy gluco trong máu. Chạy bộ hoặc đạp xe. Các bài tập cardio như chạy bộ và đạp xe không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp hạ đường huyết. Yoga và Pilates, các bài tập này không chỉ giúp giảm stress mà còn cải thiện khả năng sử dụng insulin của cơ thể. Tập tạ, tăng cường cơ bắp giúp cơ thể sử dụng nhiều gluco hơn, từ đó ổn định đường huyết. Bạn nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. 4. Chia nhỏ bữa ăn trong ngày. Thay vì ăn 3 bữa lớn, bạn có thể chia thành 5 đến 6 bữa nhỏ trong ngày. Điều này giúp tránh tình trạng tăng đột ngột lượng đường trong máu sau khi ăn, đồng thời giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Một số nguyên tắc chia nhỏ bữa ăn bao gồm: ăn sáng đầy đủ, một bữa sáng giàu protein và chất xơ giúp khởi đầu ngày mới với mức đường huyết ổn định. Bữa ăn nhẹ giữa các bữa chính, bạn có thể chọn các món ăn nhẹ lành mạnh như quả hạch, sữa chua không đường hoặc các loại trái cây ít đường. Kiểm soát khẩu phần ăn, ăn quá nhiều cùng một lúc có thể làm tăng lượng đường trong máu. Do đó, việc chia nhỏ các bữa ăn cũng giúp bạn kiểm soát khẩu phần dễ dàng hơn. 5. Giảm căng thẳng, stress. Căng thẳng có thể làm tăng đường huyết do cơ thể giải phóng hormone cortisol và adrenaline, khiến quá trình chuyển hóa gluco bị rối loạn. Vì vậy, kiểm soát stress là một phần quan trọng trong việc quản lý lượng đường trong máu. Một số phương pháp giảm căng thẳng bao gồm thiền, thực hành thiền giúp giảm căng thẳng, cải thiện tinh thần và giúp ổn định lượng đường trong máu. Hít thở sâu, các bài tập thở sâu giúp thư giãn hệ thần kinh, từ đó giảm mức cortisol trong cơ thể. Tập yoga, yoga kết hợp giữa chuyển động thở và thư giãn là một phương pháp lý tưởng để giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tổng thể. Lập kế hoạch và ưu tiên công việc, giảm áp lực bằng cách tổ chức thời gian và công việc hợp lý, tránh tình trạng quá tải gây căng thẳng kéo dài. 6. Uống đủ nước. Nước là thành phần quan trọng giúp cơ thể loại bỏ gluco dư thừa qua nước tiểu. Khi cơ thể thiếu nước, đường trong máu có thể trở nên cô đặc hơn, gây khó khăn trong việc kiểm soát đường huyết. Một số lưu ý về việc uống nước. Uống đủ từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày. Đây là lượng nước khuyến nghị để cơ thể duy trì hoạt động và giúp hỗ trợ quá trình đào thải gluco. Tránh các loại đồ uống có đường, nước ép trái cây có nhiều đường, nước ngọt và đồ uống có ga nên được hạn chế tối đa. Uống nước thường xuyên, không chờ đến khi khát, điều này giúp duy trì mức độ hydrat hóa liên tục cho cơ thể.
áp dụng những thay đổi trên trong lối sống hàng ngày không chỉ giúp bạn kiểm soát đường huyết mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, bạn nên thường xuyên thăm khám bác sĩ để có những hướng dẫn cụ thể và kịp thời nếu có bất kỳ biến động nào về lượng đường trong máu.